và cho rằng Samsung năm nay lại ảo tưởng giá khi để giá Note 10 và Note 10 Plus giá rất cao, thậm chí bằng cả Oppo Reno 10 Zoom cộng với cả Mi 9. Vâng, thưa các bạn, mình có xem cái video của bên Hoàng Hà Mobile. Họ đã làm một cái video nói việc là giá Note 10 series hợp lý, nhưng có một cái quan điểm trong đấy là mình chú ý hơn tất cả, đó là cái giá để các bạn mua chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus năm nay ấy, mọi người hoàn toàn thể sở hữu cho mình hai chiếc flagship, như là một chiếc Xiaomi Mi 9 tại Hoàng Hà Mobile đang bán tầm khoảng đâu đó 10 triệu 11 triệu. Và ví dụ như bạn thích iPhone thì bạn cũng có thể mua một chiếc iPhone XR 64GB chính hãng VNA 17.950.000. Tức nghĩa là với cùng số tiền đó, các bạn hoàn toàn có thể mua cho mình hai chiếc điện thoại flagship, kể cả Android hay iOS. Tất nhiên là nước giá ở đây thì Galaxy Note 10 hay Note 10 Plus thì chưa phải là giá trừ quà, nên thành ra nếu mà những người nói như vậy thì chưa thực sự chính xác. Bởi vì các bạn nhìn này, cái giá Galaxy Note 10, Note 10 Plus thì còn có quà 5 triệu, ví dụ Note 10 Plus thì còn có loa Harman-Kardon Onyx Studio 4 này, tai nghe JBL này, tặng phiếu mua hàng 500k, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày. Toàn bộ thông tin này thì mình sẽ để mô tả cho các bạn tìm kiếm chứng lại cái việc là mình nói giá bán như vậy thì có đúng hay không. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, nếu là bạn ấy thì bạn sẽ mua hai chiếc flagship hay là các bạn sẽ mua chiếc Galaxy Note 10 Plus. Thì cũng công nhận một điều là chúng ta đang chi quá nhiều tiền cho một chiếc điện thoại di động. Điện thoại bây giờ đã lên đến 30 triệu đồng nhưng một chiếc iPhone XS Max bị chửi cho té tấp, và thực sự là cái quan điểm này không hề mới với chiếc Galaxy Note 10 Plus. Ngay cái lúc ra những chiếc iPhone X rồi iPhone XS Max thì người ta đã nói rằng là tiền đó sao mua quách hai con điện thoại flagship mà dùng. Cái này thực sự mọi người là mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm đó. Tại sao? Vì mình đang dùng hai chiếc flagship mà giá tiện như thế thôi. Cụ thể mình đang dùng một chiếc iPhone 8 Plus, mình dùng chiếc OnePlus 7 Pro. Cái hồi đầu tiên đối với người dùng hai cái điện thoại là gì? Thứ nhất là bất kể các bạn dùng điện thoại như Galaxy Note 10 hay Note 20, Note 30 đi nữa, thì điện thoại này với nhu cầu chúng ta về cơ bản một ngày cứ phải xong một lần. Khi các bạn có trong tay hai chiếc điện thoại mà các bạn đi du lịch, nghĩ mà xem, các bạn không bao giờ sợ là tự nhiên điện thoại sẽ bị hết pin đâu. Và chúng ta có thể thoải mái có nhu cầu nghe, gọi, nhắn tin, chơi game điện, bởi chúng ta có tận hai cái sạc dự phòng ấy à? Ok, mình đồng ý, thì mọi người đều có sạc dự phòng. Nhưng cái cảm giác mà khi vừa di chuyển vừa sạc nó nóng đấy. Số 2 đó là dùng hai chiếc điện thoại lại còn có thể tận dụng thoải mái vấn đề là dùng SIM kiểu gì chúng ta muốn. Nếu các bạn đã dùng hai chiếc máy mà lại hỗ trợ hai SIM thì các bạn có tổng cộng 4 SIM. À khoan, tại sao chúng ta phải cần dùng nhiều SIM như vậy? Mình đã từng đi Hồ Chí Minh để mà đi công tác và mình có dùng cái SIM của Vina là 2GB một ngày. Kết quả là gì? Hôm đó mình livestream thì mới buổi sáng đã hết sạch toàn bộ data. Và đến buổi chiều mà mình muốn livestream tiếp thì sao? Quá đáng lòng luôn. Lúc đấy mình thực sự cảm thấy cần thiết là giá như mình có hai cái SIM đều có 2GB data một ngày. Số 3 đó chính là việc là các bạn sẽ có khả năng lưu trữ không gian hoàn toàn riêng biệt nếu các bạn sử dụng hai chiếc điện thoại flagship. Thực ra thì một chiếc điện thoại đắt tiền này có bộ nhớ trong lớn hơn rất là nhiều. Thế nhưng cái vấn đề để mà sao chép dữ liệu copy đi copy lại thì với hai bộ nhớ riêng biệt các bạn sử dụng được nhiều mục đích hơn. Tin mình đi, các bạn sẽ hiểu vấn đề này. Nghĩ mà xem, về các bạn có một chiếc OnePlus này màn hình đẹp, các bạn chuyên sử dụng nó chỉ để copy phim vào để mà xem. Và một chiếc điện thoại này các bạn chuyên chỉ để cài game vào bởi vì nó chơi game tốt. Và thực ra thì mình thấy là cái điều này có một số bạn comment thì cá nhân mình lại chưa bao giờ cần. Bởi vì là người ta cũng có thể nhớ mở rộng cơ mà, đắn đo gì về vấn đề đấy, đúng không? Cái cuối cùng mà mình nghĩ rằng đó là khi có hai chiếc điện thoại bạn sẽ có thoải mái có những sức mạnh khác nhau. OnePlus có màn hình 90Hz, có camera selfie rất đẹp, có khả năng sạc siêu nhanh, đúng không? Cái chiếc iPhone mình đang dùng thì nó lại có độ ổn định tuyệt vời, cái độ bảo mật cao, mình dùng thanh toán ngân hàng ở trên đây, game ứng dụng rất là sướng nữa. Trong khi đấy, một chiếc điện thoại không bao giờ hoàn hảo, kể cả nó là 30 triệu cho đến 40 triệu, nó vẫn có điểm trừ. Như Galaxy Note 10 Plus, nghĩ mà xem, nó vẫn sẽ có điểm trừ, màn hình của nó sẽ có điểm khuyết ở đây. Không thể bằng như màn hình của chiếc OnePlus 7 Pro, cũng không có độ mượt cao như OnePlus 7 Pro. Nghe qua thì chúng ta thấy rằng, wow, vậy thì mua hai chiếc flagship đi thôi, mua một chiếc điện thoại đắt tiền làm gì? Đầu tiên, chiếc máy này có bút S Pen, cái điều mà hai chiếc điện thoại kia mình không có, nên ai mà nhu cầu cần cái này thì rõ ràng họ phải lựa chọn. Số 2, chiếc điện thoại này của chúng ta có một cụm camera thì cá nhân mình đang đánh giá là tốt hơn cả chiếc OnePlus 7 Pro và chiếc iPhone 8 Plus của mình cũng đang sử dụng. Cả camera góc rộng của nó phía sau mình đánh giá là cũng chất hơn so với hai sản phẩm này. Hay là sản phẩm chúng ta thì thực sự là nhiều người không kế thích cái nốt ruồi chính giữa này, nhưng mà bù lại cái phần màn hình còn lại của nó, nếu như chỉ thua về tần số quét của OnePlus 7 Pro thôi, nhưng về chất lượng hiển thị thì mình lại nghĩ rằng là nó tốt hơn so với sản phẩm của OnePlus. Thiết kế của nó bóng bẩy sang trọng rất là đẹp. Tóm gọn lại thì mình cho rằng là cái quan điểm này sẽ phù hợp với tùy mỗi người. Như cá nhân mình thì mình đã lựa chọn hồi xưa mình mua XS Max, sau đó mình đã bán đi.
và mình duy trì luôn luôn sử dụng hai chiếc flagship cùng với mình. Còn với những người mà đã bỏ tiền mua một sản phẩm đắt tiền như này thì mình nghĩ cái số tiền đối với họ bảo rằng để quyết định mà mua hai chiếc điện thoại không phải vấn đề. Các cụ đã có một câu rồi, không dạy nhà giàu cách tiêu tiền, nên mình đâu có dạy đâu. Nên trong video này, theo các bạn thì cái quan điểm hãy mua hai chiếc flagship thay vì mua một chiếc điện thoại flagship quá đắt tiền, hay hãy cứ dồn tiền mua chiếc flagship, đúng hay sai mình sẽ để chính các bạn là người quyết định. Và các bạn muốn xem video gì tiếp theo về chủ đề của iPhone, của Samsung, của OnePlus, hãy comment để mình tiếp tục làm cho mọi người. Đừng quên truy cập vào link mô tả bên dưới video để tham khảo giá bán của tại Hoàng Hà Mobile. Các sản phẩm chính hãng mình vừa nói qua thì đều có, ngoại trừ OnePlus bởi vì nó không bán chính hãng. Hẹn anh em trong các video sau. Đó, mọi quan điểm mình sẽ để cho chính các bạn người xem quyết định đâu đúng và đâu sai bằng cách chúng ta vote. Nhiều vote hơn thì là đúng thôi.